anh em mang phòng tối vào này và soi pin vào này. Đây là một chiếc đèn điện thoại để led điện thoại thôi, nhưng anh em sẽ soi vào để các bạn trải nghiệm. Đây một cục cuội lúc các bạn thấy khi mặt đèn này. Hôm nay thứ hai đầu tuần, anh em nhà sàn chúc các bạn một tuần mới đầy năng lượng vui vẻ. Hôm nay anh em xem có cục đá trai anh đặc biệt nào sẽ giới thiệu cho các bạn để có năng lượng sinh khí cho một tuần mới. Đây là một cục cuội đá thạch anh. Hôm nay anh em giới thiệu cho bạn một cục cuội đá thạch anh. Nếu các bạn đi rừng, đi núi thấy một cục cuội nào nó hình dáng như thế này thì đừng bỏ lỡ. Có thể đây là một cục cuội bằng đá thạch anh. Các bạn nhìn thấy, anh em rửa sơ đi. Rửa sơ cho các bạn. Cuội này nếu các bạn đánh mà một góc thì sẽ ra hình dáng màu như thế này các bạn này. Đây cuội này, anh em nếu đánh một góc thì sẽ ra như thế này. Đây là một cục cuội đá đanh phớt hồng, nó là phiên bản nhỏ như cục cuội như này các bạn này. Đây là cục cuội lớn, anh em bừa làm đôi, còn đây là cục cuội nhỏ. Cuội này thường tìm thấy ở những vùng suối hàng nghìn triệu năm, quá trình lăn lóc bà mòn thành ra cục cuội như thế này. Các bạn thấy khi soi được pin vào, khi soi bên đèn nó phải sáng bên trong. Anh em sẽ thử lấy đèn mang vào phòng tối để mời các bạn xem phía trong nó như thế nào. Anh em sẽ mang vào trong xem nha các bạn nhé. Anh em mang vào phòng tối các bạn này và soi pin vào này. Đây là một chiếc đèn điện thoại để led điện thoại thôi, nhưng anh em sẽ soi vào để các bạn trải nghiệm. Đây một cục cuội lúc các bạn thấy khi mặt đèn này. Đây cái đèn khá đặc biệt soi này. Đây các bạn nhìn đi, sáng bên trong, đặc biệt các bạn. Cuội đá thanh các bạn nhìn đây, khá đẹp. Hàng nghìn triệu năm dưới lòng đất, dưới tác dụng của va chạm, va đập dòng nước sinh ra viên cuội. Này là cục cuội đá thạch, đá tự nhiên Việt Nam. Nếu các bạn đi sông đi suối đừng bỏ lỡ cục cuội này, mang về làm cục đá bán quý cho đời sau và tạo ra năng lượng dương. Anh em mình sàn chúc các bạn tuần mới đầy năng lượng vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.